Vốn xuất thân ngành thiết kế nội thất, nhưng từ khi còn học cấp 2, trong lần tình cờ dạo chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhìn thấy những mô hình, những con thú ở đây, anh Hải Âu cảm thấy thích và nuôi suy nghĩ sau này sẽ tự tay làm ra những mô hình giống như vậy. Đến năm 2017, khi còn đang là sinh viên, sản phẩm đầu tiên được anh tạo tác là hình đầu rồng dài 30cm, được anh hoàn thành trong 3 ngày và sau đó là nhiều sản phẩm tạo hình khác. Chất liệu để làm ra các sinh vật thì chủ yếu của nó chính là các loại dạng đất sét, và tùy vào những cái yêu cầu của sản phẩm mà cái nguồn nguyên liệu để làm ra sản phẩm rất là đa dạng. Để tạo thành một cái sản phẩm ưng ý thì hiển nhiên là mình sẽ sử dụng rất là nhiều những cái loại vật liệu khác nhau, ví dụ như là gỗ, cát, đá, có thể là tới là xi măng hay là thạch cao chẳng hạn, để làm sao mà cho nó đáp ứng được cái yêu cầu của sản phẩm. Trên thực tế, đây là bộ môn nghệ thuật mới du nhập vào Việt Nam trong vài năm nay, nên khi mới bắt đầu, anh Hải Âu cũng vướng phải không ít khó khăn từ nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc làm đến sự ngăn cản của gia đình và người thân. Tuy nhiên, với quyết tâm theo đuổi đam mê, đến nay anh đã tạo ra hàng trăm sản phẩm khác nhau như hình rồng, phượng hoàng, chu tước, sư tử đầu chim, để lại nhiều ấn tượng cho khách hàng và những người đam mê bộ môn này. Đối với mình thì đánh giá vào các tác phẩm của bạn Hải Âu đó, nó mang một cái tính chất gì đó rất là huyền bí và mang một cái nét đặc trưng riêng của bạn đó. Tại vì mỗi sản phẩm mà bạn Hải Âu làm ra, bạn đều truyền một cái hồn của cái người nghệ nhân, cái người làm bức tượng đó vào trong cái sản phẩm đó, thì nó sẽ tác lên được một cái rất là khác biệt. Những sản phẩm của anh Hải Âu tạo ra là những sinh vật thần thoại đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Chính vì thế, để hạn chế sai sót, anh phải tìm tòi, đối chiếu từ nhiều nguồn thông tin tư liệu để thiết kế ra một sản phẩm có tính đồng nhất và tốt nhất. Về cái công đoạn thì đa phần là sẽ chia ra làm 3 công đoạn chính. Đầu tiên đó là thiết kế, vẽ ra bản phác thảo. Tiếp theo đó là làm khung cốt dẫn đến mô hình. Và cuối cùng đó là hoàn thiện sản phẩm. Thực chất thì công đoạn nào đối với mình nó cũng cần cái sự tỉ mỉ và chỉnh chu trong từng công đoạn. Về cái công đoạn mà theo mình nghĩ là nó khá là tốn thời gian và tâm đắc nhất chính là cái giai đoạn thiết kế. Anh Hải Âu còn cho biết thêm, để tạo hình thành công một sinh vật, anh phải mất thời gian từ 2 đến 3 tuần. Với các mô hình có kích thước lớn, độ khó cao, có khi anh phải dành đến 2 tháng mới hoàn thiện. Thực chất thì cái công việc này nó đòi hỏi cái mình, cái lớn nhất đó là cái niềm đam mê. Các bạn có niềm đam mê thì mới có thể theo đuổi được nó lâu dài. Cái tiếp theo đó là có một chút cái tính thẩm mỹ cũng như là có một chút sự tỉ mỉ ở trong đó. Và hiển nhiên là các bạn cũng phải có được một cái sự hiểu biết nhất định khi đối với cái sản phẩm của mình khi mà các bạn muốn làm. Hiện tại, giá bán của mỗi sản phẩm như thế này dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng, phụ thuộc vào độ chi tiết, kích thước và nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm. Nguồn khách chủ yếu của anh là những bạn có chung niềm đam mê với môn nghệ thuật này. Trong tương lai, anh muốn mở rộng mô hình này hơn nữa, đặc biệt là đến với các bạn trẻ.